thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng giả danh nhà sư để trốn truy nã. Công an Củ Chi vừa di lý đối tượng về trụ sở để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan. Được biết trước đó đối tượng này đã nhiều lần làm video ăn thịt chó nhậu nhẹt gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, bôi nhọ hình ảnh của Phật giáo. Đối tượng bị cơ quan Củ Chi bắt giữ khi đang giả danh nhà sư đi bán hương trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu về kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh ông Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983 tự xưng đại đức Thích Tâm Phúc khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Văn bản được gửi đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông, Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi nơi ông Phúc sinh sống. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cùng các bên liên quan Khẩn trương kiểm tra làm rõ nhân thân người có tên Nguyễn Minh Phúc, nếu người này có hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo thường trực thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, sở thông tin truyền thông phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phát hiện xử lý theo chức năng nhiệm vụ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lợi dụng sự việc để xuyên tạc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn liên quan đến ông Nguyễn Minh Phúc. Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, tất cả giấy tờ chứng minh tu sĩ, quyết định bổ nhiệm, quyết định thành lập chùa, quyết định bổ nhiệm trụ trì của người này với danh nghĩa do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp đều là giả mạo. Các cơ quan chức năng khẳng định, ông Phúc còn giả mạo các huân chương, huy chương, bằng khen của lãnh đạo nhà nước chính phủ. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh ông Phúc mặc áo tu sĩ đứng giữa vòng vây công an trong quán bar, sau đó là hình ảnh ngồi ở trụ sở công an. Ông Phúc cũng từng gây xôn xao mạng xã hội vì giả mạo nhà sư quay clip ăn thịt chó. Sau sự việc, mạng xã hội lại có một clip, người tự xưng là thầy này giải thích lý do bị hốt lên đồn là do đi dự sinh nhật của đệ tử. Đến một quán DJ, nó đặt bàn thì vào thôi, ngồi chơi được một tiếng thì công an bao vây sinh nhật đệ tử thấy vui đến chúc mừng thôi thầy nghĩ đệ tử đâu thầy đâu nghĩ đệ tử dẫn thầy đến quán bất ngờ thế này bao nhiêu gái đẹp trai sáu muối không kiểu này chết thầy chùa rồi con ơi ông phúc nói trong clip trước đó ủy ban nhân dân huyện củ chi cũng thông tin ông nguyễn minh phúc thường xuyên núp bóng lợi dụng danh nghĩa tu sĩ phật giáo để kêu gọi vận động quyên góp gây quỹ nhằm mục đích trục lợi cá nhân bất hợp pháp tụ tập đông người tại nhà riêng đây là nhà tình thương do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện cấp cho mẹ của ông vì gia cảnh neo đơn từ năm 2015 đến nay, chính quyền địa phương nhiều lần cử đoàn đến làm việc về những việc bất hợp pháp trên và nhiều lần mời ông Phúc đến làm việc nhưng ông đều vắng mặt không có lý do. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức họp dân, thông báo việc ông Phúc giả danh tu sĩ, yêu cầu ông Phúc tháo gỡ tất cả các bảng hiệu có nội dung không đúng quy định, trong đó có bảng hiệu để tên gọi là chùa Hoàng Pháp Trung ương.